Xin trân trọng giới thiệu một ngày toán kem là kem của Linh Pít ăn kem thay cơm luôn. Và cũng đố luôn mọi người là trong video này Pít ăn được bao nhiêu loại kem nhá. Với cái thời tiết 40 độ C như bây giờ thì mình vã kem quá các bạn ạ. Nay vào yêu mua cả đống mang về rồi nhưng mà vẫn không quên đá xương xương mấy cây kem tươi. Xanh trời xanh dương rồi nâu tím gì đấy, mỗi cái phải một màu, ăn sạch menu người ta mới chịu cơ. Đây là kem mochi trứng muối, mình mua hết 17.000 một túi. Bên trong thì béo ngậy, bên ngoài thì mềm mềm dai dai ngon phết. Cái em nâu nâu còn lại này đố mọi người biết tên gì? Nó là kem mochi trân châu. Lâu lâu không ghé vào hàng kem của yêu, nay thấy nhiều loại kem mới mà đa dạng thực sự. Chú bánh kem cá này cũng có hẳn mấy vị nhưng mà hôm nay mình mua matcha đậu đỏ. Cái tới là một loại kem ngon đỉnh cao mà mình không biết đọc tên. Cái kem maca này bên trong nó nhiều maca dã man chứ không phải là chạy qua hàng maca đâu. Ăn nó đậm vị sữa, vừa béo mà lại còn vừa bùi bùi nữa. Ok, mấy loại single size kia chỉ để ăn sương sương thôi chứ gia đình là phải làm cả một hộp vĩ đại to như này này mà chỉ có 85.000 thôi, đông người là ăn rồi lắm. Hộp này cứ phải 3-4 người ăn mới hết. Mọi người ơi, tất cả đồ hay ho Pít mua đều để dưới comment nè. Còn nữa đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha.